Sang xin tiếp tục cái video của ngày hôm nay. Thì hôm nay Sang tách ra cái video này. Video này là một sản phẩm, bốn cái sản phẩm của Fujiya. Thì hôm nay cái bốn sản phẩm này Sang đặt hàng cho một anh khách rất là thân thiết của Dung Quyển 4. Thì sẵn đây thì Sang giới thiệu luôn, báo giá luôn. Anh em nào có nhu cầu, mình sở thích thì mình có thể đặt. Nhưng mà cái này thì nói trước là bên em nhận đặt hàng, chứ thực tế thì bên em không có giữ hàng. Vì như thế này nó đắt tiền, cho nên là nhiều khi giữ hàng nó bị để lâu ngày cả nhà. Nhiều khi nó bị chày cái bao bì chẳng hạn đó. Thì lúc nào về nếu mà bị chày bao bì rồi các kiểu thì lại bán lỗ nữa cả nhà ơi. Cho nên là Sang ở đây, Sang giới thiệu ở đây đó. Anh em nào thích mình có thể chốt đặt, nếu mà khách mới thì đặt cọc nhiều hơn, khách cũ thì đặt cọc ít hơn vậy đó. Đặt cọc xong thì Sang sẽ mang về, thì thường thì nó sẽ 2 đến 10-15 ngày, khoảng 15 ngày, 15 đến 20 ngày là tối đa ha. Thì chúng ta sẽ được nhận ngay một cái những cái sản phẩm này. Dĩ nhiên là khi mà cả nhà đặt hàng thì sẽ giá nó sẽ tốt hơn Sang báo đây. Hiện tại Sang báo giá đây là giá rất là cạnh tranh, nhưng mà cả nhà đặt hàng là còn giá nó còn tốt hơn nữa, chứ nó không phải là giá này ha. Bởi vì mình cũng không có chi phí tồn kho đó, cho nên là sẽ giảm giá khi mà anh em đặt hàng. Rồi thì quay trở lại đây, Sang giới thiệu đây là bốn cái sản phẩm. Anh đặt bốn cái sản phẩm này đó. Một cái mỏ lết, cái kìm cắt, cái kìm điện, một cái kìm bấm. Kìm bấm này là chưa bao giờ giới thiệu luôn, chưa có về lần nào hết. Hôm nay Sang về nè. Đây này, mở ra nó hơi bị dập cái bao bì của ảnh nè. Đây thì cái kìm bấm Corrigan này á, nó được sản xuất ở Taiwan nhưng mà rất là chất lượng nha cả nhà. Đây là một cái điểm mà lưu ý cả nhà thấy là giới thiệu rất là nhiều cái mỏ lết, ở cái kìm bấm rồi đó. Thì nhìn chung lại tất cả những cái kìm bấm nào mà nó chất lượng tốt, không biết là của ai, nhưng mà nó sẽ có một cái điểm, đó là cả nhà thấy ha, cái con tán này lúc nào nó cũng khác hay con tán này. Con tán này nó phải to hơn, bởi vì cái khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta kẹp như thế này nè đó, cái ngàm này nó đi ra đi vô. Nếu như cái hàng giá rẻ đó, nó sẽ dập ba con tán này giống nhau hết, như vậy nó sẽ rút ngắn cái công đoạn lại, rút ngắn lại cái quá trình sản xuất cái kìm, thì giá nó sẽ rẻ hơn đó. Còn cái này là người ta tách ra một cái con tán riêng này để người ta dập đây, để con tán này nó sẽ dày hơn, khi mà người ta kẹp này thì nó sẽ mòn lâu hơn đó. Đó là một cái đặc điểm của một cái kìm bấm chết tốt. Cái thứ hai nữa là cả nhà thấy là nếu như cái kìm mà nó chỉ có một con tán ở đây thì nó sẽ hàng dính ở đây luôn nè, thấy không, hàng dính rất là chặt luôn ha. Đó, mọi chi tiết rất là đẹp, sơn đen nguyên một cái bộ sưu tập của họ luôn. Điều đặc biệt ở cái kìm bấm này đó là nó kẹp được tới phôi 50mm nha cả nhà. Nó khác ở cái kìm lobster là cái miệng nó nhỏ hơn, nhưng cái kìm này nó sẽ to hơn nè, nó to tướng hơn đó. Và khi nè, thấy không, kẹp lại nó không có bị lệch mỏ, lệch miệng cả nhà nè ha, không lệch miệng ha, mà không bị gơ lắc nè đó. Hơn nhau ở cái phần, những cái phần gia công đó thôi. Rồi thêm cái này nè, rất là dày luôn đó, cái phần thân đó về dày. Rồi thêm một cái nữa, chú ý nữa là cái chỗ này, cái nhà thấy những cái mà hàng tốt, hàng xịn như cây Tribis, cái ba bít đó, nó cũng như vậy luôn, là cái thanh này nó làm sẽ rất là dày, tại vì cái cây này, cái thanh này nó cũng khá là quan trọng. Khi mà chúng ta kẹp như này thì cái thanh này nó chống đẩy, nó chống nè đó, nó không làm xịn thì nó sẽ không có bền. Rồi thêm cái nữa nè, cả nhà thấy cái con ốc này cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng của cái kìm, bự chà bá luôn. Cái này nó làm cái ốc này bự lắm nè. Rồi nó làm thêm cái, thay vì cái kia nó lục giác, cái này nó chơi cái này nó còn ngon nữa nè. Cái này mình xỏ cái cây ngang mình vặn ra, thay vì cái kia lục giác vô, lục giác nhiều khi nó mình vặn yếu hơn cái này nữa. Cái này đưa ngang là mình mở ra mối hàng rất là đẹp luôn, hàng dính luôn nha. Thấy chưa, một cái sản phẩm rất là xịn sò của Fujiya.
Cây này là giá của nó là 770 ngàn nha cả nhà. Và nó sản xuất Made in Taiwan. Đó, đâu đó rõ ràng ha. Made in Taiwan, nhưng mà cái thương hiệu Fujiza. Tại vì Fujiza nó cũng có nhiều nhà máy, nó đặt nhiều nơi lắm đó cả nhà, chứ không phải ở đâu. Giống như tức là họ đặt cái nhà máy ở bên Đài Loan, rồi bên Việt Nam đó. Những cái sản phẩm, một số sản phẩm là bây giờ họ bán, một số cái cây kiềm họ bán Made in Việt Nam và bán tại Nhật luôn, một số mẫu á. Còn cái này là cái kiềm điện cả nhà, cái này cái kiềm điện ha. Kiềm điện thì giá của nó là 1.450.000 cả nhà. Cây kiềm mẫu này á, thì là cái mẫu là 3020N gạch 225BG, tức là chiều dài của nó 225 ly. Và ở đây nó sẽ có một cái lỗ này, thay vì nó là bấm code, nó có một cái mẫu là bấm code, thì cái này nó là một cái mẫu nó sẽ có cái ren để nó kẹp những cái ren ti như thế này nè, những cái ti ren á, khi mình kẹp vô nó sẽ giữ, nó hạn chế bị dập cái ti ren. Cái ti ren này ti 3/8 ha, tức là ti 3/8 là ti 9 ly 10 ly gì đó ha. Thì để kẹp vô như vậy á, mình siết vô á, thì mình dặn cái con ren. Nhiều khi cái một số cái ren nó sẽ không có cái đầu tán để mình vặn cà lê. Mình kẹp cái này để mình vặn ha. Thì bên Nhật á, tại sao người ta lại làm cái này nữa này cả nhà? Bên mình thì ứng dụng chưa biết như thế nào. Nhưng bên Nhật á, thì tại vì đa số cái nhà của họ làm bằng gỗ. Và giống như ngày xưa của mình vậy đó, giống ngày xưa mình là những cái ti ren, mình khi mình về mình thọt vô mình xây dựng nhà gỗ á, cái mình cắt ngang được ha. Thì cái cây này nó cũng kiểu nó vậy đó, tức là mình sẽ kẹp giữ và mình xoay xoắn vô. Kìm cắt cứng ha, rất là xịn sò luôn. Sang không khui ra ha, tại vì khui ra giết nó bị nhừ tử cái bao bì. Cái này cũng giới thiệu một lần rồi. Cái này 1.450.000 nha cả nhà. Nó chiều dài của nó 225 ly. Và ở đây nè, cả nhà sẽ thấy nè, nó có cái thang này ha, cái thang nè, tức là từ đây qua đây nó cắt được cái lò xo 4 ly nè. Ủa, lò xo 2 ly chứ, lộn, lò xo 2 ly nè. Đó, dây thép là 3 ly 6 là nó để vậy thôi. Chứ mà mình cắt 4 ly phải re luôn. Nhất là những cái sợi kẽm đó, những cái thanh kẽm mình 5 ly ha, mình cắt 2 lần, mình cắt 2 lần là đứt tức tuốt lốt luôn à. Không xi nhê gì hết. Rồi, thì cái sản phẩm này là 1.450 ha, mã của nó là 3020N gạch 225BG. Dĩ nhiên là cả nhà khi đặt hàng sẽ có cái giá tốt hơn. Cái giá này là giá chỉ là báo để cái sản phẩm trưng bày có sẵn thôi, nhưng mà hiện tại là không có sẵn ha. Đây là giới thiệu xong rồi gửi đi luôn đó. Còn là kìm cắt, cái mẫu này là kìm cắt cứng. Cái mẫu là 700N 200 gạch 200BG. Kích thước của nó là 200mm. 200mm thực tế khi mà đo ra đúng 200 không? Nó hơn 200 một tí xíu nha cả nhà. Thực tế là nó đo ra tới 210 mấy mili luôn á ha. Cái cây này để cái sang đo lại coi. Nó dài hơn nha, thấy gì chứ nó dài hơn đó. Cây này nó cũng, cây này thì nó đúng nè. Cây này 225 đúng nè, nhưng mà cây này hay tính ra là nó muốn bằng cái cây, muốn bằng cái cây kiềm điện luôn á. Cái này thì nó có bấm cos. Đó. Dòng Karukin là một cái dòng nó siêu cứng và nó làm một cái lớp mạ rất là đặc biệt. Để mà nó giống như cái mạ rơm vậy đó, nhưng nó chống reset, nhưng mà nó màu đen huyền, nhìn rất là đẹp ha, nhìn rất đẹp. Sản xuất tại Nhật ha. Cắt lò xo nữa nè đó. Kích thước khi mà cắt lò xo là 2.5 ly. Cái này là lệch tâm luôn nha, lệch tâm thì cái giảm nhẹ được cái phần cắt đến 30% so với cái kìm mà không lệch tâm. Cây này á, thì mã của nó đây 700N gạch 200G. Cây này thì giá của nó là 1.490.000. Còn cái mỏ lết này, cái mỏ lết này là 1.100.000. Cái mỏ lết này cũng có một lần giới thiệu rồi, chắc cũng lâu lắm rồi cả nhà, cũng lâu lắm rồi. Cái mỏ lết này thì giá của nó là 1.100.000. Cây này cái thước của nó nè, sang đo nè. Đó, tức là nó hơn 2 tấc tí xíu à, 2 tấc. Và nó mở tối đa là 38mm nha nha. Tức là cái cây ở lớp tơ là nó mở 36 phải không? Cây này nó mở tới 38 luôn. À, 38 luôn. Thì cái cây này nó được một cái nữa là cái phần cà lê dưới này. Một cái này nè. Đặc biệt là cái này nè. Nội cái cà lê mà bánh, cái cà lê mà
đầu trồng mà cái kiểu tự động như thế này thôi là cả nhà biết là nó cũng mắc tiền rồi. Đó, mắc tiền rồi mà nó tích hợp vô một trong cái mỗi lớp luôn. Thì cái này là dạng 17 nè, cái này dạng 13 nè, cái này dạng 10 nè. Đó, ha. Mà plo rất là xịn. Đó, cái này cũng gia công ở Taiwan luôn ha. Lần trước Sang cũng có giới thiệu một lần rồi, giới thiệu một lần rồi. Nó có hai cái móc này, hai cái lỗ này để mình móc dây khi mình trèo lên cao nữa. Thì cây này là 1,1 triệu nha cả nhà, mã nó FGL-38BG. Đó, BG 1,1 triệu. Thì có một cái mẫu LED nữa của hãng Top. Thì đây là cái mẫu gọi là hàng tồn kho lâu năm rồi. Top bây giờ nó không có làm cái kiểu như vậy nữa. Và cái này là dấu xích cũ này cả nhà. Dấu xích cũ. Cái mẫu LED hàng cũ thì chúng ta đã thấy nhiều lắm. Nói chung ngoài bãi rất là nhiều. Nhưng mà cái số lượng mà nó full hợp, nó mới 100% như thế này thì nó cũng khá là ít. Khá là ít chứ nó không có nhiều đâu ha. Đa số là nó sẽ sử dụng rồi hoặc là rỉ sét các kiểu. Nhưng mà mới trong một cái bao bì như thế này. Và cái chuẩn xích cũ nè, xích cũ này thì rất là ít ha. Cây này là kích thước nó là 300mm. Thì cái 300mm là nó mở được tối đa là 34mm ha cả nhà. 34mm à. Cái lực vặn của nó là 88 newton á. À, hàng dường như là full hợp, chưa sử dụng. Thì cái cây này Sang sẽ bán với giá là 650.000 và reship cho cả nhà. Reship cho cả nhà ha, với giá là 650.000 nha. 650.000. 650.000 reship cái mẫu này. Cả nhà nhắn kịp Sang cái mẫu laptop H300. Nè, cả nhà xem nè. Cái mẫu laptop giá không hề rẻ đâu nha. Giá cũ nè. 4840. 4840 là ra 900 đó. 900.000 hơn đó. Nhưng mà 650.000 reship cho cả nhà ha, reship. Rồi, cái này cũng vậy, cái này là cũng là hàng bãi nhưng mà chưa sử dụng luôn. Một cái kéo cắt đa năng. Kéo cắt đa năng. Này không biết hiệu gì nữa, cái chữ K nè. Cái loại này kéo này là nó làm thủ công đó cả nhà, kéo đúc thủ công á. Cây này á thì kích thước của nó là tổng dài của nó là 18 cm. Mình cắt cái này cái nọ rồi ha, cắt những cái thùng cạc tông, cắt những cái tấm tôn nhỏ, tôn mỏng, cắt dây rồi các thứ. Thì cái cây này là Sang sẽ bán cho cả nhà với giá là 300.000 và reship ha, 300.000 và reship luôn đó, reship luôn nha. Tiếp đến là cái này, cái cần chữ T 7150 đó. Mới về thêm được vài cây nữa, 7150 đó. Thì cái cây này hôm qua nếu mà anh em nào đã mua những cái lục giác, những cái mũi vít rồi đó, mình có thể cắm vào đây mình sử dụng được luôn nè. À, cắm vào đây. Cái này thì nó không có phân biệt cái vấn đề là cái chuẩn đuôi dài đuôi ngắn. Cả nhà chỉ cứ đút vô và đẩy này lên thôi, nó gài vô trong cái khớp của nó là được. Đuôi dài đuôi ngắn gì đút vô cũng được hết ha. Đó. Sử dụng cái cần này của Sinlat rất là tiện. Khi mình sử dụng đây mình vặn ốc vít đó, những cái gì mà nó cái vít mình nó không kham nổi, tức là cái này nó sẽ có lực hơn để mình vặn nè. À, mình vặn lực hơn. Cái này kích thước chiều dài của nó là 200mm. À, chuẩn đuôi 6 ly 35 ha. Đuôi dài đuôi ngắn gì anh em gắn vô cũng được hết. Thì cái loại này á là giá của nó là 440, mã của nó là 7150. À, mình có thể gắn những cái mũi vít nè, lục giác nè, hoa thị nè, đầu vuông nè, đó, các thứ ha, để mình sử dụng. Ngoài ra thì mình cũng có thể sử dụng những cái đầu khẩu như thế này để mình gắn vô mình vặn. À, cái bộ đầu khẩu này của Vessel, mã của nó là BW70. Thì cái bộ này á là giá của nó là 670.000. 670.000 ha. 670.000 nếu mà cả nhà mua chung như thế này, mua chung một cái này là 440, mua chung cái này thì Sang giảm cái này là còn 590. Còn nếu mà mua riêng lẻ là 670 nha. Mua riêng lẻ là 670.000. Cái bộ này nó sẽ có là số là 8, 10, 12, 13, 14. Cái này là mình dùng cho máy bắn vít được. Cái này là nó làm để sản xuất cho máy bắn vít mà, của hãng Vessel, rất là đẹp. Ngoài ra thì mình có thể mua về mình gắn vô đây, mình sử dụng bằng tay để mình vặn ha. Đó, thành một cái chữ T, cái đầu khẩu luôn. Rồi, 670.000, mã đặt hàng là BW70. Mua chung với cái này thì còn 590, cộng với cái này là 440 ha. Đó. Mua chung thì sang bao ship.
Còn mua riêng lẻ cái này là 440, chưa bao gồm phí ship, cả nhà chuyển khoản thì sang bao ship luôn. Đó. Còn ship code thì trả thêm phí vận chuyển. Hôm qua thì combo kia đã có rồi, hôm nay thể theo yêu cầu của một anh khách, Sang sẽ thêm một cái combo như thế này. Đó là một cái thước căn thủy và một cái móc. Đó. Cái móc này 297.000, một cái thước thủy 230, mới giới thiệu video hôm kia gì đó. Tức là chiều dài 230 ha, của Ebisu Diamond, sản xuất tại Nhật, Made in Japan. À, có tự tính. Đó. Cây này là 495.000. Tặng kèm cho cả nhà một cái móc khóa. Combo này sẽ mua với giá 495.000. Cả nhà nhắn ngay combo thước thủy có móc khóa ha. Combo thước thủy tặng móc khóa nha, để nó nhầm với cái combo hôm qua. Combo thước thủy tặng móc khóa 495.000. Chưa bao gồm phí ship. Chuyển khoản sang bao ship. Rồi, thì tiếp tục là cái combo tôi vít nữa, nhưng mà hôm nay là sẽ là combo 4 cây. À, combo 4 cây. Rồi có cộng 2 nhân 200 nè, trừ 6 nhân 200 nè, trừ 8 nhân 150 nè. À, và cộng 3 nhân 150. À, vít đóng cán gỗ. Thì cái cộng 3 này là thân 8 ly, thân 8 ly, thân 6 ly, thân 6 ly. À, cây này tổng dài của nó ha, cái phía bên ngoài nha, cây này. Cây này tổng dài của nó là 31, còn cái cây ngắn này đó là tổng dài của nó là 28. Đó. Thì bốn cây này Sang sẽ làm một cái combo. Còn nếu cả nhà muốn mua riêng lẻ cái này thì Sang báo giá luôn. Đây, cái này bán riêng lẻ thì một cây là coi lại 205.000. À, 205.000 một chiếc nha cả nhà. Cái này là trừ 6 nhân 150 cộng 2 nhân 150 cộng 2 nhân 200 trừ 6 nhân 200. Một chiếc là 205.000. Cả nhà muốn chốt cái cây này cũng được. Rồi. Combo 4 cây tô vít, cả nhà nhắn sang combo 4 cây tô vít gỗ. 4 cây này. Cây này là 260 một cây. Tức là 260 là 520. 520 với cái này là 410 nữa, tổng lại là 930. Combo này sang sẽ bán với giá là 630.000 reship. Cả nhà nhắn sang combo 4 cây vít 630.000 reship. Combo 4 cái vít gỗ nha, 630.000. Rất là đẹp nha cả nhà. Cán gỗ. Cái này là nó liền với thân này luôn. Rồi. Thì khi giao hàng cho cả nhà, vui lòng mở ra kiểm tra, mình hãy nhận hàng. Thì khi giao cho cả nhà là đây sản phẩm nè, trên video nè. Tem nhãn mác như thế này, còn dán như thế này ha. Đó. Những cái cây đang giới thiệu đây là hoàn toàn là tem nhãn mác đầy đủ, tự tính nó còn đó. Cái mũi vít á, cái cây vít á, đơn giản lắm. Mình nhìn vô ha, nếu mà chỉ cần mình vặn một tí xíu thôi là cái đầu ở trên này nó sẽ trắng bịch liền, là biết ngay là cái hàng đó đã sử dụng. Rồi, combo 630.000 4 cây vít reship. Sang vừa giới thiệu xong. Cả nhà có thể đặt hàng ở số hotline 0933 119 646. Xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.